Cháu Khương xin mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Lời đầu tiên cho cháu Khương xin gửi lời chào tới toàn thể quý cô bác, quý anh chị luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống các bác nhé. Ngày hôm nay cháu Khương lại tiếp tục lên đây để ghi hình về cái quá trình chở vật liệu ấy các bác. Hôm qua thì là do cháu ra lên trên kia thì gặp ông dì là đang đi nhờ anh Chiêu là cố gắng làm sao để chở vật liệu cho nhà ông ấy các bác. Thì do là anh Chiêu là không chịu chở nữa thì vào ngày hôm nay thì cháu lại tiếp tục là nhờ được ông Chiêu chở rồi. Hôm nay thì không biết là tầm khoảng mấy giờ nữa thì anh sẽ chở vật liệu đến đây các bác. Trong hôm nay cháu lên thì có mua cho ông 1 cân thịt để bây giờ đi nấu cơm đợi anh Chiêu về. Xong là cho anh em lái xe ăn cơm một bữa ở đây các bác ạ. Hôm trước ở đây thì lên thì cái cung đường rất là vất vả nên là cháu Khương phải chuẩn bị trước để nấu cơm cho anh em lái xe các bác. Mong sao là hôm nay sẽ thuận buồm xuôi gió để cái quá trình chuyển vật liệu vào đây để dễ dàng hơn đấy các bác. Đây hiện tại cháu Khương đang đứng ở đây là cái ngôi lán mà anh em chúng cháu thợ cũng như là hai ông cháu là sẽ ở đây để sinh hoạt ngủ nghỉ ở đây ấy, cô bác. Bây giờ thì lên thì cũng không gặp ông gì ở đây, không biết là ông gì đi đâu rồi cô bác ạ. Đây lửa thì vẫn đang đun ở đây này, thì vẫn đang có khói ở đây này cô bác. Đó thì không biết là sẽ ông đang gì đang đâu nữa, chắc là khả năng là đi lên quay ở đâu đây để đi tìm cái công việc gì đấy để đang sửa sang để làm cái cô bác. Bây giờ thì cháu Khương sẽ đợi ông dì về và nấu cơm, đợi anh em lái xe cô bác. Bị dồn đá. Ôi từ từ từ. Vẫn bị lún rồi. Nó qua kè nhiều thế rồi. Chạy ít quá. Cái chú cô, đóng cái chú cô luôn. Đúng rồi. Qua tí rồi. Qua dài nhiều đá lắm rồi đấy. Như cái kè trình sao ngon. Như cái chú này rất ngon. Bây giờ qua lại cho đá hồng này vào một tí nữa đi. Anh kia không ra à? Chưa ra. Thank you.
nhai nha. Mày ngã cho tao lại ba nào luôn à? Dây lại ta dư. Hôm nay mới thấy anh có tiếng cười đấy. Đến nơi rồi các bác ơi. Thành công rồi các bác ạ. Đây các bác ạ, bây giờ hiện tại thì là cái chuyến xe đầu tiên đến tận nhà của hai ông cháu rồi các bác. Là thành công được chuyến xe đá học rồi. Hôm trước là đang vướng hai cái xe là bị lún, hôm nay cũng bị lún một tí, nhưng mà đỡ hơn rất là nhiều rồi các bác ạ. Đấy, cái thằng là tí là xe tiếp tục là giải đá ở bên kia, là con xe sau sẽ đi vào đấy các bác. Đấy, cũng rất là vui khi mà xe đến tận đây và đổ vật liệu gần nền nhà ấy các bác. Rất là may mắn các bác ạ. Đấy, bây giờ thì sẽ tiếp tục là giải một lớp đá nữa ở bên kia nữa các bác. Vẫn đang bị lún. Ở chỗ đấy là do là trước đây là ông làm ao cá ấy các bác. Làm ao cá nên là bây giờ nó vẫn chưa khô hẳn ở cái nền dưới ấy. Còn mặt trên thì nó khô rồi, mặt dưới là nó vẫn còn bị ướt, với cả nó còn lún nữa các bác. Nãy em bảo anh rồi, đi qua một tí anh dừng lại để ném mấy. Dừng đâu, đá dừng đã là lúng tết. Dừng này mà, tận đây mà. Không dám dừng đâu, đá dừng pha là lúng tết. Không qua với anh dừng được rồi. Bây giờ xếp đá vào xong rồi cho xe anh cán một hai lần này. Xếp đá. Anh kia ra chưa? Chậm quá đi chứ, nó ra bên. Đang ở đâu ấy? Nó đang. Thế lấy sức người đẩy cũng khỏe phết đấy nhỉ? Mình còn đẩy nhiều. Mỗi người đẩy từng tạ đấy. Đẩy được một tạ. Ừ. Này nó cũng chỉ có thôi. Đào tôi này thật sâu vào, tôi lấy ống về trốn vào. Làm gì thế này nữa. Phải đằng ngang thế này. Thì nó mới không. Cái này là cái ao nó nước nó vẫn chưa khô hẳn đấy. Nên
rồi đá nó bị dài hết nhỉ. Nếu mà dừng được xe ở đây thì ném một hàng đá ở đây cho nó chắc ăn. Giờ là phải đi đẩy từng hòn một đi lâu lắm. Đúng cái chỗ này luôn. Đi chợ. Ông nọ mình đào cả đen với tay. Nước lạnh quá. Lâu lâu lao động chân tay tí nhỉ. Mà lên này. Hôm nọ mình đào cái chỗ này này. Rửa tay lên tôi, nước hết. Nó dính nước ấy. Nó dính nước nhiều ấy. Nước lạnh quá mấy hôm đấy. Tới hôm đấy lạnh quá. Bị nè đúng không? Ừ. Cái này á, tôi cả phải chửi phải nè. Là phải dù thầm ơi. Bụng nám tô chứ lộ. Tinh được bụng nám tô. Tô xin này. Ừ, bụng én này à. Xe xuất. Mà phải hết bản phím này. Lê lê xuống xây cả nhà lê thọ. Tù luôn này. Đấy bây giờ mà ông ngăn này giả éo mà bụng éo xe cả bây giờ mà bụng này dứng dược phải ta nắm bụng mắt này chứ bụng phê à. Mà ông phải hiên này. Ừ. Phăng dân án này đấy. Mà phải hiên đấy. Xây cả nhà lê thọ. Xây mà chỉ phá ọc. Lê ta ọt luôn này. Nó xin án cho hát tổ. Nó xin cho hát tối à. Năm đi cả bụng phải vẫn ngâm bên này nè. Chế lên đây chứ. Tôi thủ này. Tôi thủ này. Ta sẽ mất đại bảo. Sẽ mất tiền giờ. Cái tiền giờ sẽ mất một khuôn đề. Ông mà tôi này. À tôi sẽ tính tăng chứ một cái tăng lên. Hai tôi cái cái giá đi. Tôi cái giá đi luôn đi tập. Tôi cái giá đi học tướng thẳng đưa vào đi Nam mà lúng. Đây. Lê đi ăn chứ cả. Sao này cũng ý nó. Mà xem mà cũng. Ừ nó. Ở lưu. Mà xem mà. Lưu. Đấy. Tôi xem mà đang giờ. Mà cứ đó. Cứ nó tầm mà. Tại sao vậy tới? Ở bà lim mà lim mà lim lim liếm bên tay mà. Ở lim phím mà nới mà. Đấy, ở dưới sau, thái sử dụng sau bên tay. Thái bụi băng dưới. Đấy, ở dưới sau. Nó dưới ăn cái đấy. Ở mà tìm tay. Ở mà tìm tên này. Ở mà tìm tên này. Đây là gần hết xe cát đấy. Nào các tập phòng ăn. Dưới phòng xe, phòng xe thì. Lắc tôi nắm mà này lắm mà vô. Tôi bị đi nữa mà là viết ơn lắm ạ. Cả tay
Chiều còn được chuyến nào nữa không anh? Không biết được. Chắc là chiều trong tuần này là cho nó xong đi. Sang tuần là mưa đấy. Tuần này phải cho vật liệu nó vào đủ hết đi. Sang tuần là hình như thứ hai thứ ba mưa. Không, lúc đấy lại không vào được. Ngày bố vụ vẫn đã được không? Anh kia về đâu rồi anh? Về. Bây giờ đi nấu cơm ăn xong là đợi anh. Bây giờ em mua thức ăn rồi ăn cơm ở đây xong là ăn nấu xong cơm. Là vừa là anh đến đây là cơm cũng chín rồi xong là đi đổ xong về cùng nhau luôn. Đây cô bác ạ. Bây giờ thì xe kia thì đổ xong vật liệu rồi và tiếp tục là xe này vào nữa xem có bị làm sao không ấy các bác. Nếu như mà bị lún nữa thì là hơi vớt rồi các bác ạ. Vì bây giờ đi mấy chuyến rồi, chuyến này là chuyến thứ tư rồi đấy các bác. Thì mong sao là sẽ không lún nữa để tiếp tục là chở thêm đồ cho đủ vật liệu các bác. Xe này là xe chuyến thứ hai này. Đấy, phải hai xe đi cùng một lúc các bác ạ. Nếu như mà có lún ở đâu ấy không ra được, có thể là gánh nhau để kéo nhau mới đi ra được các bác. Nhưng hôm trước nếu như mà một xe thì có khả năng là không thể nào mà ra được rồi. Để phải nhờ hai xe là đi cùng một lúc luôn. Chuyến quyết định này có bị lún hay không nữa thì là biết rồi các bác ạ. Trước là cái chỗ lún đầu tiên ấy là cái chỗ này này các bác. Bây giờ thì là không biết là có lún được không. Ôi giời, vẫn bị lún cô bác ạ. Anh lấy đà đi. Sao anh? Anh ấy đào phát thì chắc là lên qua được ấy. Ôi vẫn bị lún quá. Cho dù là cho bao nhiêu đá rồi thì là vẫn bị lún này. Sáng xe đá hộc thì vẫn chưa lún. Bên này thì không lún, bên kia thì vẫn còn lún. Bây giờ thì cho cố lên để cho nó qua. Này không, nó lên được rồi, lót ván thì nó bị ban đấy. Lấy được cái cây kia ra, nó không có độ bám, nó trơn quá. Bây giờ may là qua được này, nó sắp qua rồi, nó ban cái này thôi. Giải bao nhiêu đá rồi bây giờ nó lún hết xuống.
Ôi, Quyết đi học về rồi à? Hả? Đây nào, đi học về rồi à? Ôi rồi, hôm nay ông bận thì nhờ ai đi cùng không? Đi cùng ai đấy? Đi cùng bác. Đi cùng bác á? Bác ở đâu? Bác bên kia. Bên kia á? Bác đưa ra đây à? À, thế hôm nay lại có xe đi nhỉ? Không phải đi bộ đúng không? Rồi, rất là may mắn của bác ạ. Em Quyết là đi học về rồi. Này, em chào các ông các bà đi. Con chào ông các bà. Nhìn ra đây chứ. Nhìn ra đây. Đấy. Con chào các bà. Rồi, hôm nay đi học không ăn không? Dạ. Có à? Đấy, xe ô tô vào đến đây rồi. Bị lún đây này. Ôi, chưa ra được này cô bác. Có cái xẻng nào xuống đằng trước kia ra nhỉ? Cao quá. Có cái xẻng nào anh? Quyết ơi, Quyết chạy đi xuống đi. Chạy xuống bảo là ông lấy xẻng lên đây nhá. Rất là sâu của bác ạ. Đường đã khô rồi mà vẫn còn lún nữa này. Và chiêu kéo thôi.
lấy được không? Cái lấy chạy nó hy sinh đó là chua này ngái cả xe nó cạo chồng. Cháu Khương xin chào các bác. Ngày hôm nay thì cháu Khương lại tiếp tục mà giới thiệu với tất cả các bác là hôm nay cũng có cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Và hôm nay thì cháu cũng xin giới thiệu với tất cả các bác. Và ngồi bên cạnh của cháu Khương là hai bạn nhỏ. Đây, em chào các bác đi. Con chào các bà. Quyết à? Con chào không các bà. Đây. Đây là cái sản phẩm đầu tiên. Cái sản phẩm này là mật ong khoái rừng này các bác. Đây là mật ong khoái thì cháu Khương cũng đã thu mua về. Và cái hai chai này thì bây giờ là cháu có còn đúng hai chai này thôi các bác ạ. Cũng gần hết rồi. Thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương. Đấy là cái sản phẩm đầu tiên là mật ong khoái rừng. Cái sản phẩm thứ hai là chè san tuyết này các bác. Đây là chè san tuyết, cây cổ thụ ở trên Hà Giang này này. Thì cháu cũng có bán ở trên kênh. Đấy, còn ngoài ra thì thứ ba là cái sản phẩm là chối hột này các bác. Đây là chối hột hôm trước thì cháu Khương với cả em Hiền là đi trên rừng già lấy về ấy. Thì bây giờ đã được phơi khô là đóng gói như này rồi các bác ạ. Đó. Còn cái sản phẩm thứ tư là măng miếng này. Đây là măng măng nứa này các bác. Đây là măng nứa là cháu cũng đóng gói như này rồi. Đây là măng nứa. Là đây là măng miếng này, còn thứ hai nữa là măng dối này các bác. Đây này, đây là măng dối này. Là có hai loại, còn loại này là xé ra rồi, còn này còn nguyên này các bác. Đó. Còn cái sản phẩm thứ năm. Đây các bác, đây là cái sản phẩm là nấm hương rừng này các bác. Đấy, đây là nấm hương này. Đây là sản phẩm thứ năm. Còn ngoài ra thì còn có cả miến này các bác. Đây là miến rong ở trên Hà Giang của cháu Khương này. Đây là cũng một gói như này là 1 cân 1 này. Đây là miến sợi bé, là miến rong. Còn miến rong to là sợi to như này này các bác này. Đó. Là cũng khá là nhiều sản phẩm. Bây giờ thì đây là mộc nhĩ này các bác. Mộc nhĩ thì cháu Khương cũng có phơi khô rồi. Bây giờ cũng đóng gói hết rồi các bác ạ. Đấy, còn ngoài ra cái sản phẩm cuối cùng là sản phẩm hạt dồi này. Hạt dồi này là cháu có đóng thành lọ một rồi các bác. Một lọ đây là một lạng. Là cũng được hơn 200 đến 300 viên đấy các bác. Đấy. Đây là để gia vị ở các món ăn rất là thơm này các bác ạ. Ở trên đây là cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Cũng mong là được quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương để cháu Khương có thêm cái nguồn kinh phí để đi chia sẻ những cái hoàn cảnh vùng cao ở trên này còn rất là thiếu thốn đấy các bác. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục theo dõi video ạ. Sao cầm đi lượt giảm anh sao ạ? Nó ra là thiếu người đẩy đúng không? Người đẩy phát là được mà. Ôi, nó đã sợ rồi. Đấy biết thế lấy người đẩy rồi. Đấy. Anh khỏe phết đấy nhỉ? Cả lốp. Thế. Xin một quả lốp à? Hay một quả lốp rồi. Ủa, nó bảo ở đâu nhỉ? Bảo lốp mà cả một lốp. Xin mất quả lốp rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ công thì để trả được bao nhiêu mà lại mất quả lốp nữa rồi. Quả lốp đấy phải thay tầm 5 triệu các bác. Sợ ra bên này vậy? Nó để tránh xe này. Ồ, không tránh được ở đây đâu. Đường bé quá không có chỗ mà để tránh rồi các bác ạ.
rất là giỏi các bác. Từ suối mà bác lái xe như này thì chắc là không ai dám lái rồi đấy. Đây hôm trước là đào rộng lên để may còn có số để mà tránh nhau ấy các bác. Nhưng mà không tránh xa như thế thì khó khả năng là mà đi qua được các bác ạ. Lùi thẳng ra đi. Lùi ra đây này. Ê
anh ép vào bên kia một tí anh ơi. Đây này, đổ đây đi, nữa, đổ đây chứ cắt đổ đây mà, đấy đổ trên kia cũng được, thế đổ trên kia đi, ở đây đổ cắt đi, cắt gạch nhỉ, cắt xay, cắt xay. Anh cứ lui lên tầm này đi, đổ xong đổ đây này. Đấy, đổ đây đây. Để cắt, để đây. Đây, trước mà không dỡ nhà ra là không có chỗ để đổ đâu. Bắt buộc phải dỡ nhà. Là vật liệu đã về đến tận nhà rồi các bác, bây giờ cắt sỏi là về rồi, đá hộc cũng vào đây rồi, bây giờ còn thiếu xi với cả gạch. Thế thôi các bác ạ, ngày mai vật liệu vào hết thì anh em thợ sẽ vào để đào móng lên nhà này, để bắt đầu kè móng đá lên, xong là vật liệu sẽ tiếp tục để vào các bác. Trong tuần này là vật liệu là phải cho vào đây hết rồi, vì sang tuần là trời mưa ấy các bác. Anh mong sao sẽ trời sẽ nắng ủng hộ để anh em thợ cũng như là anh em lái xe sẽ thuận tiện trong việc vận chuyển cũng như là trong quá trình để mà làm nhà các bác. Thế là thành công hai xe ở đấy nhỉ? 4 xe à? Đâu, xe hai xe kia chưa tính lắm. Hai xe kia là thành được 80 thôi. Bây giờ hai xe đấy mới là được 100% này. Đấy. Giờ là vẫn bị một số chỗ là vẫn đâm phải cho thêm đá vào nhỉ. Trên kia bây giờ qua được không? Hôm nay là một xe thì đúng là ở đấy cũng là nhìn như vừa rủ chứ mấy à, như vừa rủ này mẹ tê đi nào bên sâu tầm là vài đi nào vô một nào cần người cần được bao nhiêu nữa. Này đi, nếu mà có cái gì nhỏ nhọn cắm là mình thử. Này là xe. Con ra lấy cho ăn. Quả lốp này hỏng này. Ui, này có an toàn nữa không? Bây giờ cứ đi lúc nào nó xịt thì thôi thôi. Nó còn quả này đỡ nhỉ. Ừ. May quá nào trong có nó hai quả. Cứ chỉ lên hả? Quá. Phải tắm dần của chính trên bê. Tập phải quán biển. Hả? Phải quán biển. Chú này à? Ừ. Mà là tốt thực tế nào không? Đúng rồi. Mà tôi nhảy á? Đi mà tôi tổ quân đấy. Đây các bác ạ, bây giờ thì vật liệu vào đây rồi thì tí nữa anh em sẽ sửa lại ở trên kia một tí nữa, cho thêm đá vào để cho mỗi lần qua là phải lấp thêm một lớp đá các bác thì mới qua được. Đấy, cũng mong rằng sẽ được nhanh nhất có thể các bác. Còn bây giờ thì nội dung ngày hôm nay đến đây thì cũng khá là dài rồi.
Thì cháu Khương cũng xin phép là khép lại cái video tại đây, và cũng mong quý cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Khương để gửi gắm những cái phần quà, những cái tấm lòng yêu thương đến với hai ông cháu cũng như là bao hoàn cảnh ở trên vùng cao này các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác.